Hello các bạn, xin chào các bạn, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình quay cái bản đính hôn này là các bạn biết luôn quay gì nữa rồi đó. Nhà mình rất là đông người, tới 11 anh em. Thì tổng cộng là khoảng 11 là 22 đấy. 22 là vợ chồng con cái thôi nha, nhưng mà chưa tới vợ chồng thôi, chưa tới cháu đó. Thì hôm nay mấy đứa cháu nó bắt đầu nó đã lớn. Lớn thì dựng vợ gả chồng cho mấy đứa cháu, thì đứa cháu nào cũng công bằng, mình quay chơi cho vui anh em ơi. Chứ không có, mình không có quảng cáo gì hết nha. Thì hôm nay là nhà của anh Bảy Nghĩa sẽ tổ chức cái đám mua đính hôn cho con gái của anh Bảy. Anh Bảy Nghĩa thì chỉ có một đứa thôi nha. Thì đây là nhà của anh Bảy. Đây là má của cô dâu. Thì mình sẽ đi vô trong và mình quay cho tất cả anh em. Nhà của anh Nghĩa là ở cái đường Lý Thái Tổ nói dài. Mình sẽ vô mình quay tổng quan trong cái khu nhà này. Nhà cô dâu trang hoàng cũng khá là quá là đẹp, rất đẹp nha anh em.
Hello. 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 Tới dòng rễ thì anh em cũng nhìn thấy rồi đó, đây là những gương mặt cũng đã xuất hiện nhiều ở rất là nhiều kênh sinh sống trong này, có phút đạo diễn nữa đó là cháu. À, hôm nay là cái ngày lễ đây, phải nghĩa đây. Ngày mai mới chính thức lên nhà hàng, nhưng mà hôm nay là ngày nhà gái tụ họp anh em lại để mà đãi. Rồi đúng chưa? Nhiều nữa nha.
Hello, hello. Thì hôm nay mình cũng xin quay sơ qua cho một đoạn cho nhà gái đi. Để mà ngày mai mình sẽ lên nhà hàng mình có quay tiếp. Ba của cô dâu ra nha quý vị.